thử tính lại bộ sinh pha Quảng Đông nhập khẩu sau khi trừ hết các cái khoản chi phí. À, đó là thông điệp mà video cửa kính cường lực Quang Nam Phát Glass hôm nay muốn chia sẻ, muốn truyền tải đến tất cả các quý vị người xem video hôm nay. Và đồng thời là cũng là một cái thông điệp rất là mạnh mẽ đến với một số anh em thợ làm nghề nhôm kính, đặc biệt là một số anh em mới vào nghề, chưa biết móc tách và đang còn lóng ngóng cái vấn đề tính chi phí để mà tìm ra lợi nhuận bao nhiêu. Chúng ta đang còn chưa yên tâm cái vấn đề là nhận giá như thế này, như thế nọ, chúng ta có lãi bao nhiêu và liệu có lãi không, hay là không may mà nhận cái giá này kéo lại lỗ vốn cũng nên. Đó là cái cách mà video này sẽ chia sẻ cho các anh các chị yên tâm. Chúng em đang còn giả dụ chúng em lắp đặt một bộ cửa nhôm sinh pha nhập khẩu Quảng Đông rộng 2m7 và cao là 2m3 các anh các chị nha. Chúng em bắt đầu đặt bút để chúng em tính. Chúng ta phải tính được cái trọng lượng nhôm. Ở đây là có 4 cánh cửa nhôm và chúng ta cần phải nhập 4 cái thanh cánh nhôm sinh pha hệ 55 Quảng Đông. Và cái khung bao thì chỉ có 2 cái cột đứng và 1 cái xà ngang thì nó rơi vào tầm khoảng hơn 1 cây. Chúng em sau khi mà đã bóc tách thì chúng em sẽ tính được là khoảng tầm 60kg nhôm. Bởi vì nhôm, tất cả nhôm sinh pha nhập khẩu Quảng Đông là đều dày 2 ly. Đấy, nên là chúng em hoàn toàn có thể trên giấy bút là chúng em có thể tính được là cái trọng lượng nhôm là khoảng tầm 60kg, mà cứ tính là nhân với 120.000 đồng trên 1kg là ra bao nhiêu tiền đấy. Đấy, các anh các chị nhìn thấy này, rất là rõ ràng nha. Đấy, chúng ta tính một cách rất là đơn giản như vậy thôi. Đấy, sau khi mà tính trọng lượng nhôm xong, giá tiền nhôm xong thì chúng em sẽ tính cái phần kính. Kính lại dùng kính 6 ly 38 này, 6m, khoảng tầm ước tính 6m thì chúng em nhân với 270.000 đồng mét vuông ra khoảng tầm 1.6 triệu gì đó. Sau đó là chúng em sẽ bóc tách tiếp phần phụ kiện. Phụ kiện thì chúng em sẽ tính là phụ kiện hàng trung với hàng kim long thì khoảng tầm 1.5 triệu bộ này. Đấy, 1.5 triệu phụ kiện. Đấy, còn keo rồi vật tư phụ, vụ phí nó rơi vào tầm khoảng 500.000 đồng. Đấy, sau đó là chúng em sẽ phân tích tiếp là công thợ. Công thợ thì bao gồm cả công sản xuất và nhân công lắp đặt, nó ước tính nó khoảng tầm 1 triệu đồng bộ này. Sau đó là chúng em sẽ tính thêm cái cước vận chuyển nữa. Vận chuyển thì chúng em cứ tính xa bù cho gần, khoảng tầm 500.000 đồng. Từ đó thì chúng em sẽ cộng tổng tất cả các khoản chi phí vật tư cho đến là vật tư phụ và phí vận chuyển, nhân công sản xuất và lắp đặt bộ này là bao nhiêu. Chúng em sẽ đưa bản tính ra, máy tính ra, hoặc là nếu mà không tiện máy tính thì chúng ta có thể là dùng cái điện thoại cục gạch này mà chúng ta sẽ tính tổng chi phí, xem thử là tổng chi phí cái bộ cửa này là hết bao nhiêu chi phí. Đấy, sau khi tính xong thì chúng em sẽ tính được là 12.320.000 đồng. Đấy, 13 triệu, hơn 13 triệu. Đấy, chúng em phải tính tiếp ạ. 12.320.000 đồng nhé. Chúng em vừa nói nhầm là 13 triệu. 12.320.000 đồng. Đây là tổng chi phí. Chúng em sẽ tính lại là tổng là 6,21 mét vuông. Chúng ta cứ phải nhân cho khoảng tầm 2.6 triệu. 2.600.000 đồng. 2.600.000 đồng trên 1 mét vuông nhé. Đấy, đã bao gồm cả phụ kiện hàng trung, hàm kim long. Nếu như mà chúng ta mà tách cho phụ kiện thì chúng ta tính khoảng tầm 2.1, 2.2 gì đó, sau đó là chúng ta tính phụ kiện riêng. Còn nếu mà chúng ta tính 2.6 là đã bao gồm cả phụ kiện rồi. Sẽ ra tổng thu và sau khi mà thu về của cái khách hàng này là 16 triệu hơn một tí. Đây quý vị ạ.
16.120.000. Đấy là tổng thu khách hàng và chúng ta sẽ trừ đi cái chi phí là 12.320.000. Đấy. Thì sẽ ra tổng số tiền mà chúng ta có được lợi nhuận, có được lời, được lãi, nó nằm ở chỗ đó các anh các chị ạ. Đây, chúng em cần phải đặt máy tính để mà đặt tính cho nó chuẩn, ra con số bao nhiêu thì chúng ta rõ ràng là con số bấy nhiêu. Đấy. Các anh các chị nhìn thấy này, sẽ thu về là đấy, sẽ thu về là 3.800.000, sẽ có được lợi nhuận ròng là 3.800.000 đồng. Với một bộ cửa mà rộng 2m7 và cao 2m3 này mà thu được lợi nhuận từng đấy là mình cho là khá là ok rồi. Và các bạn ở các cái đội thợ khác mà mình nghĩ là nhận được cái giá này là cũng được xem như là khá là ok. Chúng em sẽ đi đến với một cái công trình thực tế, bộ cửa nhôm chinh pha 4 cạnh rộng 2m7 và cao 2m3 tại phố ngõ 55, phố Nguyễn An Ninh, gần ngã Tư Vọng đấy ạ. Phố Nguyễn An Ninh, gần ngã Tư Vọng. Đây này, nhà chú Vinh. Chúng em đã hoàn thiện xong rồi. Bốn cánh rất là đẹp. Chúng em sau khi mà chúng em đã hoàn thành cái việc là đi keo rồi bóc tem của nhôm, sau đó là chúng em bắt đầu trải chuốt, tỉa tót để mà cửa cho nó vận hành cho nó chuẩn. Chúng em đang còn kê lên để mà đi đi keo, đi keo cho nó cứng cái cánh cửa ấy, cho nó chết cái cánh cửa, để mà không trễ về sau, nên là chúng em không mở ra và đóng vào liên tục. Các anh các chị nhìn thấy là chúng em không dám đóng đắm mở đâu, chúng em đang kê đấy để mà vốt keo. Sau khi mà chết keo ấy, thì chúng em mới thả cái điểm kê ra. Chúng em nó còn thực hiện cái công việc là bóc cái tem này đi cho nó đẹp. Đấy, bộ cửa nhôm sinh pha Quảng Đông nhập khẩu 4 cánh, độ dày nhôm là 2 ly, kính dán 2 lớp 6 ly 38, quý vị ạ. Phụ kiện hoàn toàn phụ kiện Kim Long chính hãng các anh các chị nhé. Các anh các chị nào mà có nhu cầu tư vấn lắp đặt cửa nhôm sinh pha Quảng Đông thì xin mời vào kênh của kính cường lực Quang Nam Phát Glass. Chúng em sẽ tư vấn và đồng thời chúng em sẽ báo giá và sẽ nhận được những cái báo giá khá là hấp dẫn và rất là chuyên nghiệp. Xin chào anh chị.